right. Rồi, hello anh em đã quay trở lại kênh của Minh Biker. Thì hôm nay mình có một người anh tới để mua con SZX25. Thì lát nữa mình sẽ nói thêm về con này. Thì con này mình giao cho ảnh rồi. Bây giờ ảnh sử dụng luôn cái dịch vụ là giao xe cho ảnh ha. Thì lát nữa mình sẽ quay thêm về cái dịch vụ giao xe. Anh vô đây, anh em mình bắt tay cái à. Thì ảnh mua xe, ảnh sử dụng luôn cái dịch vụ giao xe bên mình. Đó, thì mình sẽ chở bán tải lên cho ảnh. Thì con xe này mình sẽ nói sơ qua, thì cái tiêu chí của ảnh đó là thích tiến bộ như gì đó, tiến bộ. Có nghĩa là thích tiến bộ 4 máy nhưng mà không thích tốc độ cao, tại vì ảnh nhìn ảnh không phải là người đam mê tốc độ, cho nên ảnh chọn lựa chọn con này là hợp lý đối với ảnh ha. Và những anh em khi mà mua con này thì mình lên clip mình review cho anh em thì mình cũng nói hết cho anh em có thể. Có nghĩa là con này thì nó 4 máy nhưng mà nó chỉ 250 thôi. Thì những anh em mà đam mê tiếng hú, mà đam mê cái sự kiểu dáng hầm hố đẹp là anh em nên mua con này. Không có chạy xa hoặc là chân kiển rồi đó là anh mua con này rất là đẹp và rất là ngầu đó. Cái zin của nó, anh quay có thể cái zin của nó là mua cái bản này là ở hãng nó tặng cái yên solo sẵn luôn, ráp lên rất là đẹp. Và cái yên zin này khi nào mà anh em muốn cua gái chở người yêu thì anh em đắp cái này vô. Ở đây con xe mình bán thì có rất là nhiều đồ chơi, anh cũng thấy rất là nhiều đồ chơi. Thì nhiều đồ chơi thì đồ zin nó sẽ dư rất là nhiều. Cái cây bô của anh là quy một set luôn, thấy không? Đúng rồi. Quy một set từ đầu đến cuối luôn. Còn cái bộ zin nó vẫn còn yêu quy, gói cất, thấy không? Chơi gì nó mới đã, thấy không? Mà đồ có sẵn luôn, không có tốn tiền. Đó. Rồi đuôi zin, kính zin. Đó. Ở đây là có cặp kính gù đồ chơi mà chủ để lại luôn, có nghĩa là chủ trước người ta cho anh em. Cái chủ trước á người ta cho luôn, nhưng mà gắn cái này thì nó dễ rớt lắm. Thôi gắn cái này đi. Đó, người ta cho là mình để luôn. Còn đây là cái sổ bảo hành nè. Sổ bảo hành. Sổ bảo hành và biểu cái này là chủ trước người ta giao sao thì mình đưa ra lại vậy. Đây là cái sổ bảo hành anh. Lỡ có trục chặt máy móc thì còn hãng bảo hành, tại xe mới mua có 3 tháng à. Đúng rồi, mới đây. Mới mua có 2-3 tháng à, anh cũng coi cà vẹt rồi, mới mua 2-3 tháng thì đó, chơi khỏi lo, khỏi suy nghĩ nữa. Rồi, thì bây giờ quay cho anh em coi vài mẫu xe. Còn cái này xíu mình sẽ xuống nhà ảnh thôi. Rộng mình nẹt vô rồi cho đã. Chứ ở đây khu dân cư. Rồi, ở đây mình có nè MT15 nè à, mới mua cũng vài tháng thôi, 2-3 tháng thôi, 1000 cây, 60 triệu CBR650. Đây, xe rẻ tiền cho anh em dễ chơi nè. GSX Odor 3000km 45 triệu. Còn con này hình như khác. Con 37 triệu đặt rồi. Con này 40 triệu nè. À, con này 46 triệu, 40 triệu. Đây có anh em nào thích xe biển Sài Gòn, có biển Sài Gòn luôn ha. MT15 nè, 2 chìa khóa zin đầy đủ. Xe này 221 nha anh em. Anh em 221 nè, xe này rất mới. Mới chạy được 3.876 cây. 2 chìa khóa zin đầy đủ luôn. Mẫu 221 nha anh em nha, cà vẹt 221 luôn. Đó, mình bán 59 triệu 500 ngàn nha anh em, 59 triệu. Anh em nào nhiệt tình là bớt anh em 59 triệu chơi luôn á anh em. Bán gì đam mê. Đó, anh em nhớ coi nha, MT15 nè. Quay góc nghiêng nghiêng cho anh em. Đó, rồi. Đó, xu 4 mấy triệu thôi, 4 mấy 40 có hết. Con này mới nè, con xu này biển Bình Dương nè, mới lắm. Còn siêu chưa bóc nè, quay em quay đây. Siêu chưa bóc nè ha. Cho anh em nghe tiếng BR1 chơi nè. Lâu rồi nhá hàng em đó. R1 này chân nha, được giá thì bán. R1 này 6.000 cây, hiện tại là con xe hiếm hoi mà odor thấp như vậy nha anh em. R1 6.000 cây, con xe rất là hiếm hoi, xe rất là mới, rất là đã, nhìn rất là nét luôn anh em. Rồi thôi bây giờ anh em mình tiến hành giao xe.
lắp xe lên bán tải rồi xuống nhà ảnh rồi mình sẽ grid line cho anh chạy vòng, xuống chạy vòng coi ảnh chạy sao ha anh em ha. Rồi thì ảnh có lấy thêm một cái nón bảo hiểm bên mình nữa nè anh em. Đây nón bảo hiểm khi mà mình đội anh cứ khiêng đồ zin ra xe. Khiêng đồ zin ra xe. Đồ zin này thì để khỏi chạy sướng này mình để băng ghế sau nha anh em. Thì mình nói thêm nón bảo hiểm thì á, anh em mà đi gần mà ít đi á, đi phượt á, mình đội 3/4 cho nó thoải mái. Đội 3/4 cho nó thoải mái. Đồ zin mình để băng ghế này cho nó để dưới đi chỗ này. Để nón đây luôn. Đó thì nón 3/4 nhìn cho nó đẹp. Anh mở cửa bên kia à, ở bên kia. Lấy anh em mình ngồi phía trước mà. Vàng nội thất mất tiền là chỉ để chở đồ cho anh em thôi đó. Vàng nội thất này mắc hơn bản thường là tới tới hình như là 60-70 triệu anh em. Rồi ok. Rồi giờ mình xích xe lại nè. Đi xuống đó cho anh. Anh em thấy không, bán được chiếc xe là đầy đủ dịch vụ luôn ha anh em. Rồi chưa tính là sau này á là bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng là bên mình có hết luôn anh em. Đầy đủ. Coi chừng đập cứt chó. Đó, đầy đủ luôn nha anh em, không thiếu gì hết. Rồi, xích lại. Xích vô cái sườn đúng rồi. Rồi, bây giờ vô soạn đồ mình đi. Hai anh em mình đi. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Minh Baker. Rồi ok anh em. Rồi hai anh em mình đang di chuyển về địa phận Đồng Nai nha anh em. Đang di chuyển về địa phận Đồng Nai. Đó. Mà mấy anh em mà muốn book dịch vụ như vậy á là phải hẹn lịch anh em mình rảnh thì mới đi được nha anh em. Chứ mà không có rảnh thì giống như bây giờ mình mất tiếp anh này thì mình sẽ đâu có tiếp được cái người thứ hai đó, là hết nửa ngày rồi đó, tiếp anh em là hết nửa ngày rồi, cho nên anh em lưu ý cái này nha. Nếu mất công anh em nói là sao chở anh này mà vài bữa tôi không chở nha đó, anh em phải sắp lịch, ảnh là sắp lịch cả tuần luôn rồi đó, mới có đúng một ngày rảnh rồi mình mới chở anh đi được đó anh em à. Rồi ok ha, giờ mình về Đồng Nai. Đồng Nai toàn là đại gia không thôi chứ. Rồi bốc tem luôn anh, làm vòng trước, làm vòng cho anh em chiêm ngưỡng tiếng bô cái. Có là có phải là con sáu không? Hả? Đó có phải là con sáu không? Bào hả? Bào phải lại luôn. Anh về xuống không? Anh đợi máy xíu anh. Rồi mới xuống xe nha anh em. Rồi đợi máy lên xíu. Rồi về mo còn số 1. Rồi, để lên. Rồi anh chạy lên nóng hợp với xe luôn, nóng đẹp lắm. Anh chạy lên kia anh kéo xuống này thôi. Chân trống. Chưa đá chân trống lên. Đó rồi. Rồi về lại mo. Rồi.